Chiều qua, đồng chí Nguyễn Ba Sương, thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy Đà Nẵng, đến dự buổi sinh hoạt chuyên đề Chi thị số 05 năm 2023 cùng chi bộ 20-21, phường Mỹ An, quận Hoành Sơn. Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư chi bộ 20-21 đã triển khai đến toàn thể đảng viên của chi bộ các nội dung cốt lõi của chuyên đề Chi thị số 05 năm 2023 về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đà Nẵng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Ba Sơn, thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức thành ủy khẳng định, giá trị văn hóa của thành phố Đà Nẵng đã từng được cố bí thư thành ủy Nguyễn Ba Thành nhấn mạnh. Thành quả đạt được lớn nhất của Đà Nẵng là sự đồng thuận của người dân. Cụ thể, đảng nói dân tin, chính quyền nói dân nghe, mặt trận đoàn thể vận động dân theo. Để chuyên đề thực hiện chỉ thị số 05 năm 2023 đạt hiệu quả đề ra, tinh thần gương mẫu nêu gương của mỗi đảng viên của chi bộ 20, 21 nói riêng và đảng viên cán bộ toàn thành phố cần được phát huy hơn nữa trong mỗi hành động, thói quen tốt mỗi ngày.